Ủa tại sao anh lại trốn em? Ủa đâu rồi? Ủa? Kêu 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 kêu. Tại sao anh lại trốn em? À tại vì bữa nay nhà anh đón khách đặc biệt á, mà em, đẹp nữa. Em cứ anh tưởng anh phải làm nó đặc biệt đi. Em tưởng đâu là anh không có tiếp đón em nên là anh trốn em luôn á. Có đâu. anh tìm cái chìa khóa. Chìa khóa đâu rồi ta? Đâu rồi? À đây nè. Yeah. À, Kiều nè, có điều này bấy lâu qua anh chưa cũng nói, anh tận dụng bữa nay nói luôn. À, anh làm em hồi hộp. Đây là tất cả những tình cảm anh chất chứa trong lòng bấy lâu qua mà giờ anh mới dám nói. Anh ngưỡng mộ em lâu rồi, sẵn bữa nay anh tặng em mấy bông này để thay cho lời chúc. Chúc em 20/10 vui vẻ. Chúc em 20/10 vui vẻ. Vậy thôi à? Cảm ơn anh. Vậy là anh là người đầu tiên chúc em luôn á. Ủa vậy hả? Vậy là sẽ có người thứ hai, thứ ba đó. Thì em là phụ nữ mà, thì tất nhiên là em sẽ nhận được nhiều lời chúc của mọi người đúng không? Ừ, và bây giờ chuẩn bị người thứ hai, thứ ba nha. Hâm mộ Kiều cũng đã lâu rồi, bây giờ mới có dịp gặp mặt nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam. Cũng gửi đến Kiều bó hoa tươi thắm. Chúc Kiều sẽ ngày càng xinh đẹp và thành công trong con đường sự nghiệp của mình. Kiều cảm ơn rất là nhiều. Trời ơi, vậy là hôm nay em là người hạnh phúc nhất ở đây. Hôm nay cũng như ngày 20/10, anh cũng chúc em luôn vui vẻ và đạt nhiều thành công trong công việc. Em cảm ơn anh. Yeah, chúc mừng anh Kiều nha. Dạ. Chúc mừng. Và chào mừng anh Kiều cùng với hai bạn, đó chính là Lê Đắc và Duy Khoa đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Vừa rồi chúng tôi đang mong muốn lại mang lại một chút xíu món quà bất ngờ dành cho nhân vật chính ngày hôm nay là nghệ sĩ diễn viên Oanh Kiều để khiến cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc trong ngày 20 tháng 10. Bên cạnh đó, tất cả chúng tôi, những người thực hiện chương trình xin kính chúc cho tất cả những quý khán giả là những bạn gái, những người mẹ, những người bà trong gia đình thật nhiều hạnh phúc, nhiều niềm vui và luôn giữ nụ cười trên môi, đặc biệt là những món ăn ngon trong những bữa ăn đoàn viên. Ngày hôm nay chờ đón xem hai chàng trai điển trai cao to này có nấu ăn cho Oanh Kiều ngon miệng không nha. Oanh Kiều xin chào anh Hoàng, chào quý khán giả của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao và chào hai bạn cùng chơi. Hôm nay Kiều rất là vui vì được có mặt trong chương trình và đặc biệt là vào ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam. Kiều cũng xin gửi lời chúc đến các chị em phụ nữ sẽ có một ngày thật là đặc biệt, thật là nhiều quà và thật nhiều tình cảm từ những người đàn ông của mình. Dạ, đó, chuẩn như đàn ông, ba đứa đàn ông tụi em trên sân khấu là ok. Và bây giờ hãy sẵn sàng với phần giới thiệu của hai bạn, đó chính là Duy Khoa và Lê Đắc, là những bạn trai rất là thần tượng, yêu mến bạn Oanh Kiều, đến đây quyết tâm để thi đấu nấu ăn cùng với nhau. Bây giờ Duy Khoa đi, giới thiệu về mình trước đi nào. Hiện tại thì Duy Khoa đang là nhân viên văn phòng thôi, mà hôm nay biết chương trình có bạn Kiều cũng tham gia chương trình ngày hôm nay, Khoa cảm thấy rất là vinh dự cùng với bạn cùng chơi để nấu ra những món ăn thật sự là bổ dưỡng và ngon miệng cho bạn Kiều của chúng ta thưởng thức. Dạ. Còn Lê Đắc thì sao nào? Mình tên là Lê Đắc, mình đang là quản lý một công ty du lịch. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao mình rất thích là từ lâu rồi, mình cũng rất thích nấu ăn. Dạ. Nên mình cũng nhân dịp mà biết có Oanh Kiều tham dự, mình cũng rất là hâm mộ Oanh Kiều nên mình cũng muốn đăng ký vừa thử tài nấu ăn mà vừa được gặp thần tượng của mình nữa. Nào, hãy sẵn sàng để khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao cùng với Oanh Kiều. Và bây giờ xin mời Oanh Kiều và hai bạn di chuyển về phía tủ lạnh. Xin mời. Và bây giờ sẽ là phần khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao với chiếc tủ lạnh này. Hai bạn Lê Đắc và Duy Khoa cố gắng nghe những gì mà Oanh Kiều chia sẻ để mình biết xem hương vị và khẩu vị cô ấy ra sao nhé. Và bây giờ xin mời cả nhà mở tủ lạnh ra. Ồ, rất nhiều món ăn ngon nha. Oanh Kiều hãy trả lời cho Hoàng Đa Bơ được biết rằng là trong đây có món nào bạn thích hay không? Em thích hết luôn, em thích hết luôn. Sao bây giờ? Hả? Wow, trên rừng dưới biển cái gì em cũng thích chứ sao? Bây giờ em là sống trên rừng cho nên là những cái món rau củ quả là em rất là thích rồi. Còn em lại thiếu biển cho nên là những đồ ở biển em cũng rất là thèm. Thiếu gì đó. Thích đó. Trong đây có món nào bạn không thích không? Chắc 1%. 1% chắc là mấy cái cuốn á, đúng không? Cuốn táo, cuốn ớt,
cuốn khổ qua này nọ ăn không được nên mình không thích thôi. Chứ đa số là bạn anh Kiều đều thích hết. Rồi, cảm ơn anh Kiều rất nhiều. Chúng ta đóng tủ lạnh đây nè. Đó chính là những cơ sở đầu tiên để chúng ta khám phá khẩu vị ngôi sao của anh Kiều. Và bây giờ anh Kiều chia sẻ kỹ hơn một chút xíu nữa về những cái hương vị mà bạn hay ăn, thường ăn hàng ngày á. Ví dụ như ăn ăn ngọt nè, ăn bùi, ăn cay, ăn chua, ăn đắng. Em thích đắng, cay, mặn, nồng, chua, chát. Vậy là cái gì em cũng thích. Sao không thấy ngọt? Cái vị này là em rất là thích luôn. Ủa mà cái vụ nồng là sao ta? Chẳng hạn như mắm tôm á. Đúng rồi, cái mùi tôm, mắm ruốc nè hả? Dạ đúng rồi. Đó, vậy là chúng ta đã biết được rằng là cô gái này tuy là nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà rất là dễ ăn và thích khám phá rất nhiều hương vị khác nhau trong thế giới ẩm thực. Và bây giờ sẽ là phần chúng ta tiến vào bếp. Sẵn sàng vào vị trí để mình có thể chế biến thức ăn thật là ngon. Nhưng quan trọng hơn hết là chưa biết nguyên liệu mà chúng tôi cung cấp cho các bạn là gì. Đầu tiên sẽ là nguyên liệu chính. Ngày hôm nay nguyên liệu chính gồm 2 món, vẫn chưa biết là món gì. Quan trọng là mình phải vượt qua thử thách đầu tiên để giành lấy quyền ưu tiên, giành giật lấy một trong 2 món này đúng với sở trường của mình. Món còn lại đẩy vô đối thủ. Trong vòng 60 giây, các bạn đi chợ, mỗi lượt đi như vậy là được lấy một món và đem về đây những món nào mà các bạn dự đoán xem người đẹp quanh Kiều nè. Cô ấy dễ ăn dễ uống như vậy thì cô ấy sẽ thích những món ăn như thế nào nhé. Chờ đợi xem ai có nhiều món ăn mà anh Kiều cảm thấy hợp khẩu vị nhất, người đó sẽ được quyền lựa chọn nguyên liệu chính. Đếm ngược đi em. 3, 2, 1 bắt đầu. Hết giờ. Thở đi, tôi cũng thở nữa, áp lực thời gian ghê gớm đó các bạn ạ. Thời gian không chờ đợi ai hết. Anh Kiều, em muốn kiểm tra phần bếp của ai trước? Bên này. Dạ. Với em đi. Mình đến với bạn Duy Khoa nào. Chà, nhiều món quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 món nè. Trong 1, 2, 3, 4, 5, 6 món này thì anh Kiều thích mấy món? Em thích luôn 6 món. Trời đất ơi, thích 6 món luôn cha. Món nào cũng dễ ăn hết, món nào này trái cây thì em không bỏ ra được rồi. Đúng rồi. Nói chung là món nào em cũng thích hết. Chà, Khoa, hên quá Khoa ơi. 6 trên 6 món, chúc mừng bạn. Nào, chúng ta kiểm tra phần bếp của bạn. Em dễ ăn lắm anh ơi. Lê Đắc. Lê Đắc lấy được mấy món đây? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Chị thua rồi. Không, nhưng mà cũng phải xác nhận để mình cũng phải ngẩng cao đầu chứ. Anh Kiều ơi, trong 5 món này bạn thích mấy món? Em thích nhất là món khổ qua nhồi thịt nữa. Nhưng mà 5 món này em đều thích hết. Chắc là ghê thiệt. Không phải đâu, tại em dễ nuôi quá nên. Trời ơi, kỳ ta. Dễ nuôi mà sao mảnh mai quá vậy cưng? Bí quyết nào vậy hay vậy ta? 5 trên 5 cũng là xuất sắc lắm nha. Chúc mừng Lê Đắc. Nhưng mà mình chỉ thua một món so với bạn Duy Khoa thôi. Chúc mừng Duy Khoa, bạn được quyền lựa chọn nguyên liệu chính ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và trên tay tôi chính là nguyên liệu chính ngày hôm nay. Một bên là sứa biển, một bên là bánh tráng. Nào, Duy Khoa, lựa đi. Sứa, bánh tráng. Chà, sứa khó nha, này khó nha. Này khó, này dễ nè, dễ nè. Này mình cách trộn bịch nè, bán 15.000 bịch nè. Thật ra em thấy sứa cũng ngon á. Chắc là em chọn bánh tráng đi. Em chọn bánh tráng đi. thông minh, bánh tráng dễ làm đúng không? Đây, vậy là sứa sẽ thuộc về Lê Đắc. Chà, căng nha, bạn đứng yên đi. Đây, đền bù lại cho bạn. Và anh Kiều sẽ trao phần sứa này cho bạn nha. Cảm ơn em. Căng quá, không biết món ăn gì đây. Ngay cả anh Kiều cũng không dự đoán được món ăn nào sẽ chế biến từ bánh tráng và sứa. Bây giờ chúng ta hãy đến phần tiếp sức thực phẩm. Xin mời. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ chờ đợi xem người phụ nữ duy nhất và xinh xắn nhất ngày hôm nay, đó chính là anh Kiều, có vận dụng được sự thông minh của mình. Bạn kết nối và đoán xem sự gợi ý của hai người chơi. Bạn Duy Khoa, bạn là người chơi đầu tiên. Hãy cố gắng làm sao bằng lời nói của mình và hành động để có thể gợi ý cho anh Kiều biết được cái đề bài sau lưng cô ấy là nguyên liệu là gì nha. Chỉ có 60 giây để cho phần gợi ý và dự đoán. 30 giây tiếp theo, anh Kiều đi chợ với những món mà mình đã đoán trúng. 3, 2, 1, bắt đầu. Không phải là chả là cái gì, có hai từ. Người ta hay nói là ông ăn chả, bà ăn gì? Nem. Rồi, từ thứ hai là không có ngọt. Nem chua. Có vị, ok. Đúng rồi, hay quá. Từ này có hai từ, không phải nem là gì? Chả. Đúng rồi, còn một từ nữa nó hay đi với cái một loại vải mà hay nói là vải gì á? Chả lụa. Hay quá. Đây là có ba từ, mình hay ăn á, người ta hay nói là ăn cái gì để xả xuôi á.
ăn gì xả xui? Ăn cái gì hay xả xui hang với đậu răm mình chấm với muối tiêu. Hộp vịt lộn. Chưa đúng. Hai từ, còn một từ nữa là người ta dùng không phải nướng là gì? Bỏ vào trong nước á để làm cái gì? Tức gọi là hộp gì? Hộp vịt lộn. Đúng rồi. Năm. Đây có hai từ, đây là một loại mà hai, mình kèm theo mình ăn với. Hết 60 giây, 30 giây, đi chợ nào. Anh Kiều sẽ nhớ lại toàn bộ những món ăn mà mình đã dự đoán và hợp lệ. Bạn có nhớ hay không? Nào, với sự hỗ trợ tinh thần của Hà Rapper thì hãy cố gắng nhớ lại toàn bộ những món ăn đó. Ở trên đây có rất nhiều đồ ăn, rất nhiều sự lựa chọn. Bạn có thể nói rất nhiều, nhưng quan trọng là cái nào hợp lệ và cái nào là những phần mà bạn Duy Khoa vừa mới hướng dẫn cho bạn. Nào, có chắc chưa? Chỉ có 30 giây và một lượt đi mà thôi. Bạn chỉ còn rất nhiều thời gian, Cứ thông thả mà đi. Nào, tiếp tục nào. Cố gắng lên nào anh Kiều ơi, thời gian vẫn còn. Nào, tiếp tục lấy về đi. Còn không? Còn nữa không? Lấy đi. Chuẩn bị, thời gian còn rất nhiều. Hết giờ. Và bây giờ chúng ta kiểm tra lại đáp án. Đề bài đầu tiên đó chính là nem chua. Có nem chua. Hợp lệ. Tiếp theo, chả lụa. Hợp lệ. Tiếp tục, hộp vịt luộc. Rồi, tiếp tục nào. Rau sống. Có rau sống không ạ? Chưa có. Tiếp tục nào. Dưa leo. Đây là những nguyên liệu mà chúng ta đã sử dụng hết thời gian. Nem nướng nữa. Chà, món ăn gì? Chả ram nữa. Wow. Bạn thiếu khá nhiều nguyên liệu phụ. Như vậy, trách nhiệm trong cuộc tình này thuộc về anh Kiều. Ngày hôm nay bạn là nhân vật chính, nên bạn phải: một là bỏ cuộc, xem như là ăn có gì là ăn cái đó, đau bụng đáng chịu. Hai là chịu hình phạt. Nếu như vừa qua được hình phạt, bạn đem về toàn bộ những món ăn đã bị thiếu. Không thể bỏ cuộc được. Không thể bụng đó. Đúng rồi, phụ nữ là phải vung lên, không thể nào mà bỏ cuộc được. Đúng rồi. Tuyệt vời. Và chúng ta chờ đợi xem là anh Kiều có kết hợp ăn ý cùng với bạn Lê Đắc hay không. Xin mời Đắc. Chuẩn bị, Đắc bắt đầu. Đây là một cái loại động vật ở dưới biển. Nó rất là nhiều xích tua, bạch tuộc. Giỏi. Con thỏ thích ăn gì? Cà rốt. Giỏi. Cái này là cái trái gì mà làm gỏi, gỏi khô bò. Xoài. Không phải. Bỏ qua đi. Đây là một loại rau có cái mùi ăn vô rất là hay, người ta hay ăn với hải sản. Thôi bỏ qua luôn. Cái trái màu đỏ trong tủ lạnh hay có. Cà chua. Dạ. Cái này là một loại mà có ba chữ. Cho con nít. Ngoài kẹo là gì? Bánh. Dạ. Còn hai chữ sau là cái con này là dưới nước mà nó hay bún. Bự, cái con mà bự ơi là bự, rất là mắc, 1 triệu 1 ký. Ai, con cua. Con cua sao biết bún? Ai, con tôm. Dạ. Hết giờ. Đi chợ em đâu. Trời tức ghê luôn, con dưới biển bún còn Alaska mà con cua, trời ơi. Con cua. Em còn 10 giây thôi kêu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Phải không? Bây giờ chúng ta kiểm tra lại đề bài dành cho anh Kiều và bạn Lê Đắc. Đầu tiên là bạch tuộc, có bạch tuộc không ạ? Hợp lệ. Tiếp theo, cà rốt, hay quá, con thỏ nè. Tiếp tục, gỏi khô bò. Gỏi khô bò là ăn với đu đủ bào. Húng lưỡi. Bạn biết húng lưỡi không anh Kiều? Mình sử dụng khá nhiều bởi vì nó có mùi hương đặc trưng lắm. Rồi tiếp tục là cà chua thì là dễ nè, cà chua có chưa? Tiếp theo là bánh phồng tôm. Mình không còn nhiều thời gian nữa, chứ mà coi cho thêm thời gian chắc là anh Kiều sẽ đoán được. Như vậy là chúng ta vẫn bị thiếu ở những nguyên liệu phụ qua phần thi đấu vừa rồi của Lê Đắc. Và anh Kiều sẵn sàng nha, hình phạt đã tăng lên gấp đôi, chúc mừng bạn. Và bây giờ chờ đợi xem hình phạt của anh Kiều là gì để giúp cho cô nàng này mang về tất cả những nguyên liệu phụ bị thiếu. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với chinh phục khẩu vị ngôi sao. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là hình phạt dành cho anh Kiều. Nói hình phạt nặng nề vậy thôi, đây chỉ là một thử thách. Và tôi nghĩ với một người mạnh mẽ như anh Kiều thì dễ dàng vượt qua được. Trời ơi, nhìn cái thùng bí ẩn này cho bạn nào đoán được là mình sẽ sử dụng cái giác quan của mình, đó chính là bàn tay. Chị đoán xem cái đó là cái gì, con đó là con gì. Mình nói ra, mình tự tin, mình lấy lên. À đúng rồi, đây là con rắn nè, đây là con chuột nè, à con sâu, con đuông dừa nè. Mình để lên đây, đó, bạn được 5 món trong vòng 90 giây là ok. Em nghĩ là chương trình không đến nỗi hại em nhận nhiều con vật vậy đâu. Anh nghĩ em phải dũng cảm lắm mà. Trộn trèo đèo lội suối rồi, nhiều lúc em biểu diễn mấy tiết mục là phun lửa rồi đu dây này nọ em làm được hết mà. Không, nhưng mà em sợ con vật lắm. À em sợ con vật à? Em sợ sâu, sợ rắn. Yên tâm. Anh nghĩ là em dễ dàng vượt qua được. Nào, chuẩn bị nè. Anh sẽ bán màn ra cho khán giả xem. Anh đừng hù em vậy. À, tay em đâu? Để vô cái lỗ ở giữa đi. Anh là căng thẳng quá. Thì em nghĩ không, là trong không, này không đến nỗi căng thẳng như anh đâu. Anh cũng còn ghê hơn em luôn á. Anh sợ hơn em luôn á. Để đây nha. Năm anh hù em chưa vậy? Em chưa. Chúng bây giờ đang chạy nha. Ủa thôi. Cái gì vậy?
kéo anh bị tim thòng, em làm từ từ. Hứa Kiều ai ơi, ai ơi, ai ơi, con gì? Con gì vậy Kiều? Con gì Kiều? Đoán đi Kiều, đoán đi Kiều, Kiều ơi, Kiều, Kiều đoán đi Kiều. À, con rắn. Con rắn hả? Chắc chưa? Con rắn. Con rắn đó. Được con rồi. Trời, năm con chắc tim nó rớt xuống mắt cá luôn á. Con gì à? Con gì mà cứng cứng vậy? Ê, con ốc, con ốc. Con ốc. Chính xác luôn, hay quá. Con rắn. Ủa sao con rắn nữa? Ừ, lấy đại đi em. đó là cái gì? Ô, cái này là mắt kính bơi, mắt kính bơi. Chắc chưa, đúng rồi, chính xác. Cái nữa. Tiếp em. Sao con này hoài vậy? Không, con này con khác nha. Con rết, con bồ cạp. Chắc chưa? Chính xác. Bóng bóng, chính xác. Tiếp đi. Ủa xem nhiệt tình nha. Tinh thần thi đấu tốt. Nào chúng ta kiểm tra đây. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, dễ thương quá. Tên. Trời ơi, thương quá, sót quá. Đỏ hết. Anh. Hôm nay là ngày phụ nữ nè, em tha thứ cho anh đó. Cô hình mất. Và bây giờ, xin mời quý vị đừng chứng kênh. Chúng ta sẽ quay trở lại với những nguyên liệu đầy đủ dành cho hai bạn chơi. Và bây giờ xin mời quý vị hãy quay trở lại với gian bếp của Không Vị Ngôi Sao. Và vị trí của hai bạn chơi đó chính là Lê Đắc và Duy Khoa đã sẵn sàng nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ. Với phần của Lê Đắc, bạn dự đoán xem mình làm món gì? Món nước, món khô, món khai vị hay món chính? À, với Sứa thì chắc làm món khai vị. Cảm ơn bạn. Còn với Duy Khoa? Ở đây thì em có bánh tráng và những cái phụ liệu khác thì thực ra nếu như mà mình ăn món chính vẫn được. Còn nếu như mà mình muốn ăn món phụ hoặc là mình điểm tâm buổi sáng thì mình ăn ít lại vẫn không sao. À, chúc cho hai bạn sẽ thành công với hai món ăn này. Còn với người đẹp Anh Kiều, dễ ăn dễ uống rồi, mình cứ tự tin nấu ăn cỡ nào cô ấy ăn vẫn được hết. Bây giờ Kiều ơi, ra ngoài sưởi ấm xíu nè. Nhưng mà thương quá. Thương quá đi mất. Hiện tại thì em thấy ngon mắt món nào trình bày cũng đẹp hết trơn á. Wow. Anh thấy ấn tượng với bên đây. Bên đây mặc dù anh ấy là một dân văn phòng nhưng mà cái cuộn nào cũng nấy bay lớn em ơi. Còn bên kia anh ấy với thân hình rất là cá tính nhưng mà anh lấy làm cái phong cách kiểu châu Âu em, nhìn nho nhỏ vừa vừa. Bên cạnh đó là các tỉa rất là đẹp, một đôi uyên ương kìa em ơi, đẹp quá. Bây giờ thì xin mời hai bạn chúng ta di chuyển về ghế ngồi để chia sẻ nhiều hơn nào. Anh Kiều ơi, bây giờ hai món ăn này em muốn thưởng thức món nào trước? Anh cảm thấy là món nào khai vị cũng được hết á. Em nghĩ là món này trước đi. Rồi, xin mời anh Kiều. Đây là món ăn của bạn Lê Đắc. Đắc ơi, mình có tên gọi cho món này không ạ? Món này là gỏi sứa uyên ương. Nghe thấy ngứa ngáy tay chân rồi đó. Nào, anh Kiều xin mời bạn. Có trái tim nè he, xung quanh nè he. Em cứ tự nhiên đi, em không nỡ phá vỡ bố cục. Đúng rồi, em không nỡ phá vỡ. Sứa rồi, còn khuyến mãi thêm mấy con bạch tuộc nữa kìa. Chua. Thử nè. Đầu tiên là anh Kiều không cần chấm. Để bạn ấy thưởng thức xem cái hương vị nguyên bản, nguyên gốc đến từ món gỏi sứa uyên ương này như thế nào. Rất là vừa ăn. Phần đu đủ là sao? Đu đủ giòn. Xung quanh có cherry nữa. Đây là cherry đấy em. Nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài về đó. Em thử một miếng cherry chung vào một miếng gỏi. Ăn chung luôn hả? Ăn chung, ăn trộn chung luôn. Nó thú vị lắm em à. Cái mình chấm nhẹ vô một cái một ít nước mắm nữa. Trời ơi, nó không được luôn. Anh Kiều ơi, ngập họng rồi. Đó, cái vị nó lại đổi ra một cái hương, cái kiểu khác nữa. Đây là món ăn chất chứa tình cảm của bạn Lê Đắc. Thì bạn muốn dành cho anh Kiều những lời chúc như thế nào ạ? Hôm nay là được gặp anh Kiều, cũng là mình rất thích những cái phim anh Kiều đóng. Đặc biệt là cái phim Cùng Lau Lúa thì phải, đóng vai Mận đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, nên hôm nay mình làm cái món này cũng giống như là thể hiện cái sự hâm mộ. Cảm ơn bạn. Dành cho anh Kiều. Vậy anh Kiều có thấy sao xuyến với món ăn này của anh chàng này không? Chết rồi, em sao xuyến rồi anh ơi. Hết luôn á. Đường vào tim của anh Kiều dễ quá. Đi qua ăn bao tử. Đúng đi rồi. Qua ăn miệng trước là được. Em rất là dễ nuôi, dễ ăn nữa.
Bởi vì có bạn trai tài giỏi giống vậy ha, cái lâu lâu làm nhẹ cho một bữa, xách theo đàn phim ăn gọn gàng, xuất sắc luôn, hợp lý anh ơi. Luôn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ chúng ta hãy thử qua món tiếp theo. Wow, hoành tráng không kém. Nhìn cái cuốn này thôi là thấy đẹp mắt rồi. Đó chính là tác phẩm của bạn Duy Khoa. Khoa ơi, món ăn tên gì ạ? Khoa đặt cho món ăn này là bánh cuốn yêu thương. Trời ơi, bên kia là gỏi sứa uyên ương, còn bên đây là bánh cuốn yêu thương. Đầy ắp tình cảm luôn anh ạ. Quá đầy luôn mà chắc lắm em ơi, cái cuốn này cũng chắc lắm. Tại vì bao nhiêu yêu thương là mình cuốn gói gọn trong bên đó hết luôn á. Bây giờ thì anh Kiều, đầu tiên em sẽ uống một miếng nước để em trả cái khẩu vị mình về số 0. Yeah. Sau đó em nhìn thật kỹ, đây là một món ăn với đôi bàn tay rất khéo của anh chàng Duy Khoa. Không phải ai cũng có khả năng mà cuộn mà tròn mà đều mà chắc nịch như vậy đâu ha. Quý ương người ta sẽ đút cho nhau ăn, nhưng mà anh thì có gia đình rồi. Anh thì có gia đình rồi. Nó thay anh đút đi. Ok. Anh Hoàng ơi, nó có một nửa nữa thì anh vẫn đây, trước đây, khi đây. Ăn thì em cảm ơn anh. Đúng rồi, em chấm với nước tương nó luôn á Kiều. Nước tương này. Băng sao, băng sao. Cho hết luôn hả cưng? Trời ghê thiệt. Nội công em thâm hậu quá. Theo bạn thì đây là đặc sản của vùng miền nào? Đây là đặc sản của Bình Định. Mình cũng được biết là Kiều cũng là một người con gốc ở Bình Định. Chắc là cũng rất là thèm cái hương vị của Bình Định này. Và đồng thời trong cái món này á, thì bên cạnh đó nó rất là nhiều chất dinh dưỡng. Nó có đạm của chả lụa, nem, trứng và nó có chất xơ của rau luôn. Thì nó sẽ đủ chất dinh dưỡng cho một bữa ăn. Hay quá, bởi vậy ngay từ đầu là bạn ấy quyết tâm làm sao để giành giật lấy quyền ưu tiên để lựa chọn nguyên liệu chính. Và hóa ra đó là lý do tại sao bạn ấy lựa chọn nguyên liệu chính là bánh tráng để có thể tạo nên một tác phẩm wow rất ấn tượng như vậy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Em ấn tượng không nào? Rất là ấn tượng, cái này rất là ngon. Giờ cũng khó quá. Khó quá, em ơi, gặp anh khó lắm luôn. Chưa bao giờ anh có nhiều tình cảm của mọi người nhiều đến như vậy. Hai món ăn đầy ắp tình yêu thương luôn. Giờ đó, em phải làm sao đây? Một bên là uyên ương, một bên là yêu thương. Bây giờ em chọn đi, em chọn đi. Món ăn nào là món ăn chiến thắng ngày hôm nay? Cả hai món ăn theo Hoàng Đá Bơ đều là điểm 10 về nội dung và hình thức hết. Nhưng đâu mới là món ăn mang lại cho em nhiều cảm xúc nhất? Thật ra thì em thì là người miền Trung, cho em rất là thích đồ ăn miền Trung. Và đặc biệt là cái vị miền Trung. Thì em rất là thích cái nước sốt. Khi mà chấm với nước sốt rất là ngon và rất là đậm đà. Bên kia sao? Nước sốt bên kia cũng mượt mà không kém. Nhưng mà bây giờ em phải chọn, bắt buộc em phải lựa chọn nên là cũng rất là khó. Đó. Chết rồi, em sao duyên rồi anh chết ơi. Luôn á, đường vào tim của anh Kiều dễ quá, đi qua bao tử. Đúng đi rồi. Qua cái miệng trước là được. Đây là đặc sản của Bình Định. Mình cũng được biết là Kiều cũng là một người con gốc ở Bình Định. Chắc là cũng rất là thèm cái hương vị của Bình Định này. Thôi thì em sẽ chọn gỏi cuốn. Yeah. Gọn gàng, nhanh, cảm gọn lẹ. Cảm ơn tình cảm của anh. Anh Kiều đã lựa chọn món gỏi cuốn yêu thương của bạn Duy Khoa. Chúc mừng bạn. Nhưng mà món gỏi sứa uyên ương cũng xuất sắc không kém. Chúc mừng Lệ Đắc. Chúng ta lại thế nào? Đây chính là món quà dành cho đầu bếp đã giành chiến thắng ngày hôm nay. 5 triệu đồng của anh Kiều sẽ thay mặt cho chương trình trao tặng cho bạn Duy Khoa. Chúc mừng Khoa. Chúc mừng anh. Trời đẹp trai, nó ăn ngon. Ở cái hai chàng nè. Thôi thì thay mặt cho ban tổ chức, Hoàng Đá Bơ cũng tặng cho bạn thêm một phần quà nữa nha. Dạ, cảm ơn anh Hoàng. Dạ, cảm ơn Khoa. Đây, Lê Đắc, bạn cũng có quà nữa. Anh Kiều sẽ trao cho bạn. Cảm ơn em. Cảm ơn hai chàng trai ngày hôm nay đã, đầu tiên là tặng hoa cho anh Kiều, tiếp theo là tặng cho anh Kiều hai món ăn rất ngon, thứ ba là tặng cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay hai công thức chế biến rất là đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, đặc biệt là để chinh phục người đẹp. Cảm ơn anh Kiều ngày hôm nay đã tham gia cùng với chúng tôi. Kiều rất là vinh dự có mặt trong chương trình này, và đặc biệt vào một ngày rất là đặc biệt nữa, và cũng được hai anh nấu ăn. Đây là món ăn mà lần đầu tiên em được ăn. Rất là cảm ơn hai anh rất là nhiều. Sau này nếu mà em đi quay á mà đói bụng gì đó thì có thể liên lạc với anh làm anh sẽ mang cho em. Wow. Trời ơi, cảm động vậy. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Mi, sẽ được tiếp tục phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.